Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mô các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn là 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một webshop khác nào nữa đâu. Các webshop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi cho tất cả các bạn một cực phẩm, đó chính là Nagaroth mà chơi theo một phong cách là không chết một cái mảng nào. What? Mà phải thật ra sánh các bạn nhá. Thì để mà chơi trong một thế trận đấu đó thì bắt buộc mình phải khi gặp một đội hình gọi là sốc sát thương như là Vera, như là Kera hay là như là thằng Ngủ Khống, thì bắt buộc bản thân mình phải là một người giữ vị trí thật rất tốt hoặc ra vào. Và đây gọi là một trận đấu kỹ năng ra vào hoặc chọn mục tiêu để combat. Clip này mình nghĩ sẽ rất là hữu ích cho tất cả các bạn nào đang chơi Nagaroth ở phiên bản mùa này, cần về cái kỹ năng gọi là ra vào combat. Thì chắc chắn rồi, mình sẽ lên Rill Leviathan thay vì lên kiếm Dihon. Bởi vì clip trước thì mình có nói là chơi Na là phải lên full đám, nhưng đây là một clip thử thách nhưng bắt buộc. Ôi, thế này thì chơi làm gì? Không hiểu sao rồi đám tôi rô ạ. Thôi, chim cút. Thôi, tẻ cái pha này phát đi về pha mày đã các bạn ạ. Đấy, cho nên là bắt buộc mình sẽ phải lên Rill Leviathan. Và có một cái điều mới là mình sẽ lên dây tốc đánh các bạn nhé. Bởi vì Nagaroth bắt buộc phải lên bảng ngọc hút máu ở trong mùa này. Cho nên cái gì đấy cái ra tàu giết mới chết luôn thì cướp. Ôi trời ơi, cướp. Úi dồi, làm gì, chiếu thức đâu. Con lấu nó mới hôi nhá, để cướp của chúng tôi này. Đấy, ôi ngủ không anh em ơi. Rồi, hay quá. Rồi, cái gì đánh nhau từ đầu đến cuối các bạn, một cái phá cướp lưng của nó mà nó trả thù mình như vậy các bạn nhé. Đấy, cho nên clip này để mà không chép cái bằng nào rửa cái team của Vera này. Ủa ôi, để các bạn thấy chưa, phải dùng cho ba kháng ngay lập tức chứ đừng im, hai này lấy chết liền. Đấy, Vera ngủ khống này, rồi là thêm cái thằng Kera nữa thì bổ bá, gọi là bổ bá dồn các thứ, nó thật là nó rất khó chơi. Đấy, clip này nó rất khó nhá. Mà khó thì mới có cương lao các bạn ạ. Đấy, khó thì mới có mình ở đấy. Đấy, cho nên là rồi mình sẽ tập trung vào mục tiêu chính và vấn đề chính. Để làm thế nào khi Nagaroth phiên bản này lao vào combat hoặc chọn mục tiêu như thế nào cho hợp lệ, thì bắt buộc tất cả các bạn phải biết được rằng đó là cái cắn sát thương, là cái quan trọng cực kỳ luôn. Cắn sát thương này là cắn sát thương giết và cắn sát thương chết các bạn nhé. Làm thế nào để cắn được thì mình đã nói xuyên suốt clip nào mình cũng nói về cái đồ cắn sát thương thôi. Và đúng là đang trước tiên cắn sát thương thì chúng ta phải hiểu được những cái chiêu thức của từng vị tướng một. Chẳng hạn thằng Vera thì khi nó dồn đủ combo thì nó sẽ quăng được hai lần chiêu một. Đấy, tối thiểu nhất các bạn phải biết được thằng Kera combo như nào. Rồi thằng Kera thì như nào? Kera thì chúng ta sẽ biết được rằng là khi nó hết chiêu 3 và nó dùng hết chiêu 1, chiêu 2 đó thì nó sẽ được kích hoạt hồi lại nguyên một combo. Thì nôm na là một người biết chơi thì nó sẽ được dùng hai lần combo Kera. Đấy, tiếp theo Hayate. Hayate thì như nào ạ? Combo mạnh nhất của nó chính là khi nó trúng phun chiêu 1 thì kích hoạt luôn chiêu 3 thì ăn luôn liên hoàn sát thương chuẩn. Đấy, có thằng Ngủ Không như nào ạ? Ngủ Không thì đơn giản thôi, các bạn bị nó khổ một gầy vô người thì các bạn sẽ chúc mừng, các bạn sẽ đập thêm hai gầy tiếp theo. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ phải hiểu tất cả các vị tướng combo mạnh nhất của từng vị tướng đó. Và chúng ta sẽ phân tích được rằng ở giây phút này thì mình sẽ bị những combo nó giết. Chẳng hạn khi mình lên Rill Leviathan ở cái bút thứ 3, thứ 4 này thì không có bố con thằng nào giết được mình cả. Đấy, nếu mà solo kill. Đấy, easy chưa? Đấy là cắn sát thương cơ bản đâu nhá. Rồi, nâng cao một chút này, từ từ cái pha này, tăng hai giá té nhá, la lên này. Chữa một combo luôn này, đây, từ từ, mình bắt thằng hai giá té phát. Này các bạn mình xem mình cái pha này, rồi la lên. Lướt đi, rồi cho lướt, bình tĩnh anh em xem nha. Cái pha này mình lừa thằng hai giá té này. Từ từ, bình tĩnh. Thôi không lược đâu.
khổ lắm anh em, đình lược được rồi, tí mình sẽ lừa cho anh em một pha bằng hay cho té ớ cái gì á, cái thằng gáy với chúng tôi á, được rồi hay lắm. Tao đang giữ mảng đó hay cho té nhá, tao đang chơi kiểu giữ mảng đấy, còn mà chơi kiểu cảm tử tao giết mới chết luôn đấy. Bình tĩnh anh em nhá, không có vấn đề gì hết rồi, tập trung phá mới đạt. Rồi bây giờ mình sẽ tập đúng pháng các bạn nhé. Đấy, thì trước tiên các bạn muốn cắn sát thương tốt thì các bạn phải biết được rằng những chiêu thức của vị tướng Nam Mảnh còn cắn sát thương nâng cao như nào ạ. Thì chúng ta sẽ cân 2 cân 3 hoặc lao vào 2 thằng 3 thằng thì chúng ta không chết, thì đó mới gọi là cắn nâng cao của nó. Vậy thì mình sẽ cắn nâng cao một phá nhá. Đây, thằng bay ra chết rồi này. Rồi zone, đấy hết combo đi làm gì ạ? Hết combo rồi thì nó sẽ đứng nhìn cho mình đấm như con crab thôi các bạn. Đấy đơn giản thôi. Đấy, mình mà không lên Rill Leviathan nó chết cái thằng bay ra đó các bạn nhá. Đấy cho nên lý do vì sao? Thực sự cái Rill Leviathan nó rất là tốt khi mà gặp những cái team địch nó nhiều sát thương khủng chỉ à, nhiều sát thương zone quá thì việc Rill Leviathan nó sẽ rất là hiệu quả dành cho vị tướng Na các bạn nhá. Đấy, cho nên là rồi từ thằng hai cho tên mình sẽ lừa cho các bạn xem một phát. Ôi thằng kia ra này áp cá này ngon lành anh đau chưa. Rồi thằng hai cho tên đây rồi, tao sọc chết một con tỉ màu đúng không, tao lướt chém một phát cái này, chém trừng phạt một phát bình tĩnh. Rồi các bạn xem mình lừa này, đừng im này, còn người con bò nha, đừng im này, chắc chắn sẽ ra đấy, tao biết cái đấy các bạn. Khi thằng bò nó đánh mình ấy thì gọi là cái quán tính tự nhiên thôi, hai xà thủ này sẽ ra zone đấy, sẽ ra zone thì mình sẽ dừng cái con bó và ra mình sọc nó đấy, kiểu gì bị lừa mà lêu gáy đi ê bị lừa lêu. Rồi tiếp tục mình sẽ để phân tích chuyên sâu về cái cắn sát thương nâng cao nhé. Rồi đấy là phút thứ 5, thứ 6 đi. Thì giai đoạn này thì cái lượng combo của mình đủ để giết bất kỳ một vị tướng nào khi solo kill. Đấy, solo kill thì mình có thể là ăn hết tất cả mọi thứ trừ thằng Toro ra. Và khó khăn nhất đối với mình đó chính là thằng Hayate khi nó có hai chiêu thức lướt chạy. Cho nên mình sẽ bắt được tốt nhất là Vera này, Ngủ Không và thằng Kera. Thì muốn bắt được thằng Vera như thế nào để giết được nó ạ? Thì khi mình nhảy được vào thằng Kera, Vera bắt buộc mình sẽ dùng chiêu 3 luôn. Dùng chiêu 3 để nè cái choáng của thằng Vera. Đấy là cái cách cắn sát thương của mình. Khi mình cắn giết được thằng Vera rồi thì mình sẽ cấn thằng nào ạ? Mình sẽ cấn thêm một thằng nữa, chẳng hạn như Kera, chẳng hạn như Ngủ Không. Những cái điều kiện đạt của mình ấy là phải nè được choáng. Đấy, phải nhớ nhá, cắn sát thương nâng cao là như vậy đấy. Đấy nhiều người hỏi làm sao anh biết là cắn sát thương như vậy anh, chứ em không biết cắn. Cái này ấy nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố. Thứ nhất là các bạn chơi nhiều, các bạn bị giết nhiều thì các bạn sẽ biết được là cái tình huống mấy các bạn sẽ chết đấy. Ôi cái gì đấy, trời, đánh đi, tiếp bắt lẻ tiếp. Ôi ôi phút thứ 7 bay ra đi bắt Rill Leviathan các bạn ạ. Phút thứ 7 Vera đi bắt lẻ Rill Leviathan, khổ lang nước ơi, ra đi mà xem kìa, Vera kìa. Được, mình đánh giá rất cao với cái sự di chuyển của Vera. Vera di chuyển tốt á, mình đánh giá rất là hay. Nhưng rất đen là gặp mình lên ten cái Rill Leviathan ten như rồi. Rồi hiện tại phút thứ 7:30 mình đã có Rill Leviathan chính thức. Và đặc biệt rằng mình có được 6 mạng và team mình đang còn hầu như là 2 team đang rất là cân đối về cái lượng mạng và lượng vàng đi chẳng hạn. Đấy, cho nên trận đấu này theo mình nghĩ đánh giá một trận đấu ngang bằng. Mà một trận đấu ngang bằng thì đòi hỏi tất cả các bạn phải cẩn thận một chút. Đây thằng Vera, mình giết cả Kera, giết nó chết rồi, thế mất mạng nữa. Đấy, đơn giản easy các bạn. Mình đã nắm bắt được cái combo xanh của nó, là 7 phút 45. Đấy 45 thì 1 tiếng 30, quên 1 phút 30 thì nó hôi thôi đấy. 7, 8 là 9 phút 10 nó ra đấy đơn giản, 9 phút 10, 15 đấy, 9 phút 15 nó ra. Rồi ok, mình sẽ tập trung phám tiếp. Rồi đi di chuyển, đây easy đơn giản các bạn. Mình đã nói rồi, ở cái giai đoạn này thì mình solo cứu bất kỳ một vị tướng nào mình đều win. Cho nên cái việc mình sẽ tự tin di chuyển cực kỳ là easy luôn. Đấy, còn giai đoạn này thì mình chỉ thực sự để mà nói tin là vì 3 vị tướng sốc sát thương. Cho nên không bao giờ một vị tướng nào cấn được 3 vị tướng sốc sát thương trừ khi nó đứng im như các bạn đánh. Còn không bao giờ cấn được 3 vị tướng đâu. Cho nên clip này hoặc trận đấu này mình chỉ cấn được 2 vị tướng zone. Chẳng hạn cấn thằng Vera kết hợp Ngủ Không, hoặc cấn thằng Vera kết hợp thằng Kera, hoặc cấn thằng Ngủ Không kết hợp thằng Kera. Đấy, thì làm thế nào để cấn được 2 thằng đấy? Thì bắt buộc cái tối thiểu trước mắt là các bạn phải nẻ được sức cứu toàn của nó. Thì khi nẻ, làm sao nẻ sức cứu toàn của nó thì chẳng lẽ các bạn, mình này nói làm gì là cho mất quan điểm đấy đúng không? Thôi mình nói luôn. Đấy, chẳng hạn thằng Kera khi các bạn lao mà các bạn dùng chưa ba, hoặc vào thằng Ngủ Không dùng luôn chiêu 3 cho mình. Bởi vì khi cái quán tính gọi là cái phản xạ tự nhiên ấy, thì khi các bạn cầm một vị tướng choáng, các bạn bị thằng nào lao vào vô sát thương, các bạn sẽ bấm luôn nút choáng đấy.
đấy gọi là cái phản xạ tự nhiên, gọi là quản tính tự nhiên đấy. Nên các bạn sẽ vô tình và tự nhiên các bạn sẽ né được cái sự cứu choáng của nó. Và khi né được sự cứu choáng của ngủ không hoặc là thằng bé ra, thì các bạn sẽ easy để mà cân vì tưởng online. Đấy là cái cách các bạn phải áp dụng được chiếu thức của nó và chiếu thức của mình, và cộng thêm cắn sát thương. Thực sự đối với những cái bạn nam mới xem clip của mình đấy, thì clip này ắt hẳn là sẽ rất là khó hiểu. Nhưng nếu tất cả bạn đã quan tâm thì các bạn hãy xem những clip, bất kể clip nào của Cương Lao cũng như vậy. Mình luôn luôn hướng dẫn tất cả các bạn cách cắn sát thương của từng vị tướng các bạn nhé, để giúp tất cả các bạn nâng cao. Ủa thằng bé ra này đấy, nè sức cứu choáng chưa đấy, thấy chưa, nè chưa. Mặc dù cái pha này không biết nó choáng mình hay không, nhưng mình cũng đã dùng cho ba ngay lập tức đấy. Quán tính phản xạ tự nhiên, phản xạ tự nhiên của những vị tướng cầm choáng là như vậy. Nhưng nếu tất cả các bạn gặp những người cao tay hơn ấy, thì nói chung cách để nhận biết một những người cao tay ấy, thì chúng ta bị lùi một phá thôi. Phá thứ hai các bạn sẽ bị lùi nữa. Chẳng hạn gặp cái thằng Vera cao tay nhá, nó sẽ để cho thằng ná túng hết sức cứu, nó sẽ để thằng ná túng hết sức cứu thì nó mới choáng. Đấy là những người cao tay. Nhưng nếu gặp bản thân mình mà bị một lần mà thằng Vera như vậy ấy, thì lần sau đừng hòng mà dùng cho ba trước. Đấy, cho nên là tùy thuộc vào từng người cầm các vị tướng nhá, chúng ta sẽ phải xuyên suốt thay đổi. Đấy, gặp những vị tướng, chúng ta biết những người nào cầm vị tướng nào chơi hay hay chơi bình thường, thì chúng ta sẽ đối đáp với ta. Ủa cái phá này, tôi cái phá này mình bắt thằng Vera này. Đấy, rồi chạy được vô tư. Đấy, các bạn thấy chưa, không bị choáng. Thậm chí là cái gì, tàu cấn mình luôn, thằng Toro tàu quật mình luôn, bây giờ làm gì có ai đập can thiệp được nữa. Đấy, cho nên bắt buộc các bạn phải xuyên suốt được rằng ấy, là phải gọi là chơi được nhiều và thậm chí chết được nhiều. Các bạn đừng ngại chết, chơi game các bạn đừng ngại chết, các bạn cứ lao một con đánh mạnh dàn ấy, đánh tứ chết luôn. Đấy, thì khi các bạn chơi được nhiều như vậy thì các bạn sẽ biết cắn được sát thương, dần dần nó sẽ quét. Chứ cái cắn sát thương này chả có một cái thân đông nào mà nó tự cắn được ở trong trứng đâu các bạn ạ. Phải trải qua nhiều trận ăn hành thì nó mới tỉnh ngủ được. Đấy, cho nên là mình đã nói rồi, thua nhiều không phải là các bạn đánh kém, mà thua nhiều để chúng ta học hỏi. Chứ mình chỉ sửa là nhiều người, ôi rồi, bằng xương cái phá này nhanh tay chưa rồi, quyền thân hai cho tay pháp, rồi chiếm cút. Đấy, chứ nhiều người thực sự là thua cứ coi đó là cay cú, thua coi đó là gió tím nó đánh không biết chơi, hoặc thua là gió kiểu là như nào đấy, thì những người đó không bao giờ tiến bộ được. Các bạn sẽ chơi better là nghe theo thiên hướng thua để học hỏi rút kinh nghiệm ở đâu. Thậm chí nhá, ngày xưa mình lúc mình live stream ấy, có những trận đấu thua mình live xong mình toàn tơi lại có những cái pha đi lùi của mình, những cái pha chết của mình như nào à, để mình rút kinh nghiệm đấy. Thua chơi như vậy nó mới tiến bộ được. Chứ thua trong cái cú mẹ cái này thua gió thằng xả thủ đó không biết đặt tàu cay thật. Đấy, cái pha này cân hai đấy, này toàn chưa, này toàn cân hai chứ anh nhé. Đấy, như mình đã nói nhá, như mình phân tích trước, nói chung thực sự những cái này là gọi là cái cẩm năng của mình thôi, cho nên là những cái phá cấn như nào thì nó nằm trong đầu của mình thôi, mình chỉ việc là gặp là mình sẽ xúc thôi. Đấy, cho nên là những rồi cái pha này hay cho té, tao còn mới chạy đâu, nó còn chưa ba đấy cưng, rồi chưa ba thì làm gì, rồi ra đi để em chào em. Đấy, gặp nhiều người là thật thua không bao giờ nhận lỗi cho bản thân mình là do mình yếu kém. Đấy, cứ thua các bạn cứ nghĩ là các bạn không hài lòng tí do các bạn kém. Đấy, cứ nghĩ đơn giản như vậy, chứ đừng đổ lỗi các bạn, là khổ lắm. Đấy, game này các bạn sánh mà đồng đội các bạn thọt, các bạn thua các bạn đổ lỗi đồng đội các bạn thì cùng thực tế là đúng, nhưng mà như vậy các bạn không tiến bộ được. Các bạn mà cứ đổ lỗi cho đồng đội là không bao giờ tiến bộ được. Các bạn phải đổ lỗi cho bản thân mình. Đấy, đây là game. Nhưng các bạn có cái cách suy nghĩ đấy thì sau này nó áp dụng thực tế, nó rất là cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của các bạn luôn. Đấy, cuộc sống của các bạn không bao giờ chúng ta không nên được đổ lỗi cho bất kỳ ai, mà thay vì đó phải tự trách bản thân mình để mình thật cố gắng hơn. Đến khi nào các bạn sánh mà đồng đội thọt, các bạn gánh được tim thì lúc đó mới gọi là đỉnh cao các bạn nhé. Chứ là thật chứ, các bạn sánh mà để tím các bạn sánh nữa thì một trận đấu quý là easy lắm. Chẳng hạn trận đấu này tím mình ăn 24 mạng, tím địch ăn 16 mạng. Mà các bạn hãy nhìn bản thân mình đi, mình ăn được 15 mạng rồi thì tím mình ăn được 10 mạng, để mà so sánh loại mình ra đi thì tím mình đã còn thua tầm 6 mạng tím địch thôi mà các bạn mà. Đấy, cho nên để mà nói rằng các bạn chơi game hãy áp dụng cuộc sống như vậy, các bạn đừng bao giờ đổ lỗi. Cái đổ lỗi là một cái rất là xấu xa, đó là một cái nó làm con người mình đi thụt lui sau cái gắn mình các bạn. Cho nên các bạn chơi game cùng là một cái phản ảnh, mình đã nói rất nhiều rồi, nó phản ảnh một phần nào đó ở ngoài đời thực. Cho nên rằng hãy chơi fair play, lao lên chết thật nhiều cho mình. Không phải đâu, nói chung các bạn cứ đánh mạnh dạn đi, chết thì thôi, không phải bắn đích giết, thua thì thôi. Thua kéo này, ta bay kéo khác, thua 10 game mà các bạn học được cả 10 thủ game thua thì nó giá trị 100 game win các bạn. Đấy, cho nên là ok.
thì tất cả những clip thì mình muốn nói tất cả bạn thôi. Còn siêu phẩm chờ ở phía sau clip. Mình hẹn gặp lại tất cả bạn ở clip sau nha. Và tất cả bạn mai. Yeah, bye bye.